Em Lâm nói chắc là cô chú không có tin. Cái chỗ cây này này, ngày hôm nay em Lâm phải dùng 5 cây vàng mới đổi được cái chỗ này. Nói thiệt, tôi xem các clip trên thì thấy anh chị rất lam lũ và cực khổ, nên biết không có lãi và rất khó khăn khi đã vào và đang chăn nuôi con này. Làm nông nghiệp ấy thì thằng nào mà chỉ cực khổ. Từ ghế bố mẹ tôi này đến bây giờ đời tôi, hay là các anh làm nông nghiệp chăn nuôi đều cực khổ hết. Có lãi hay không hay là lỗ thì anh phải là người thực tế. Anh phải người là đặt bút chấm vào đấy và bỏ công sức ra làm thì anh mới biết được. Bây giờ mấy ông ở văn phòng nhìn thấy nông dân mặc quần áo lam lũ cực khổ, nhưng mà phán người ta nghèo lắm, người ta đói lắm. Không có đâu anh ạ. Quê tôi này, nhìn trên kia kìa, nhìn đồi ấy, mỗi nhà có khoảng tầm chục hát, mỗi một hát khai thác ấy bây giờ có khoảng tầm 70-80 triệu. Cứ 10 hát như thế là có khoảng 70-80 triệu rồi. Còn cầy này này, anh phải dùng đến 3 chỉ vàng thì mới mua được. Nhờ có chăm cái con này mà những người nông dân như chúng tôi có nhà có xe để mà bằng được như những anh ở thành phố. Và nó rút ngắn khoảng cách giữa người thành phố với người nông thôn ấy. Thì mình đang sống trong cái xã hội chủ nghĩa mà. Thì lúc nào Đảng và Nhà nước cũng mong muốn là chúng ta là có cái thu nhập là na ná như nhau. Thôi thì có lam lũ cực khổ, có làm việc, có chăn nuôi như thế này thì mới có đồng để mà tiêu, để mà nuôi con cái ăn học, để mình sinh hoạt gia đình. Khi mà các anh có thu nhập cao thì chúng tôi lại chăn những con này, tôi phục vụ các anh. Như nông thôn tôi thật nhé, bây giờ tôi nuôi con này khoảng tầm 5-6 năm nay rồi, tôi còn chưa dám nói thẳng nói như thế. Có con nào không may mà nó bụp kẹo thì tôi mới dám thôi. Nông thôn mà dễ chắt chiu từng đồng anh ạ. Tôi chào anh nhé. Cứ một con em cho một muôi cho anh. Lấy hai bát, hai con trong chuồng lấy hai bát, cứ mở ra này. Em cứ mở hẳn ra, nó không ra ngoài đâu. Bọn cây này nó hiền. Em cầm hẳn ra ngoài, em cầm hẳn bát ra ngoài em múc. Vâng. Cho đặt vào. Đấy, đúng rồi. Mỗi một con một muôi đây. Rồi để vào, con kia nữa, mỗi con muôi đầy. Tiêu chuẩn mỗi con cầy trưởng thành này là một ngày là 2 lạng cám viên. Vâng. Đấy, nấu với gà và ngô. Như lúc em đây em học được mấy hôm nhỉ? 2 hôm rồi anh ạ. Học 2 hôm. Quay nó ăn dễ, trên kia quay mãi lừa mãi chả quay được nó ăn.